Thưa quý vị, nhằm tăng cường phối hợp tuyên truyền, kiểm tra tình trạng khai thác hải sản trên đầm Đông Hồ, vùng biển ven bờ, đồng thời tăng cường kiểm tra chống khai thác trái phép IUU, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Tiên đã thành lập đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác thủy sản trái phép trên địa bàn thành phố. Qua kết quả rà soát đầu năm 2022, toàn thành phố hiện có 37 phương tiện đang hoạt động nghề xịp ven bờ, lợ dây. Chủ phương tiện chủ yếu là người địa phương. Trong khu vực đầm Đông Hồ hiện có khoảng 14 hộ hành nghề đáy. Các hộ này phần lớn cắm trụ đáy, đăng nò, trồng luồng giao thông, gây mất an toàn giao thông, cản trở dòng chảy, làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản trong đầm Đông Hồ. Ngoài ra, thực trạng tàu cá neo đậu, dịch vụ cung ứng hậu cần nghề cá tại khu vực Mương Đào, khu du lịch Mũi Nai bố trí chưa hợp lý, gây mất trật tự, an toàn cháy nổ, cản trở giao thông đường thủy trong khu vực và mất giá mỹ quan thành phố. Năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố có thành lập đoàn kiểm tra tuyên truyền và xử lý tình hình khai thác trái phép như tàu cá không có đăng ký, không có giấy phép, khai thác bằng nghề cấm, có sử dụng xung điện trên địa bàn đã giảm, nhưng trong thời gian gần đây có dấu hiệu gia tăng trở lại. Để đảm bảo thực hiện tốt cái nhiệm vụ quản lý nhà nước về cái khai thác hải sản thì Phòng Kinh tế cũng đã tham mưu cho Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố thì ban hành cái quyết định thành lập cái đoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành kiểm tra xử lý các cái trường hợp vi phạm trên đầm Đông Hồ. Thứ nhất là việc tháo gỡ các cái trụ đáy cũng như đăng nò còn trên đầm. Thứ hai là tập trung là kiểm tra các cái ghe cào bờ xịp mé trên địa bàn của thành phố. Các ngành chức năng của thành phố Hà Tiên phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã phường tuyên truyền vận động nhân dân khu vực đầm Đông Hồ, phường Tô Châu, xã Thuận Yên và xã Tiên Hải không hoạt động đánh bắt, khai thác thủy sản bằng nghề xịp ven bờ, lờ dây, đáy, sử dụng xung điện trên đầm Đông Hồ và vùng biển ven bờ. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên phối hợp với các lực lượng tăng cường công tác tuyên truyền chống khai thác IUU. Đồng thời, vận động nhân dân kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện các trường hợp khai thác thủy sản trái phép, sai quy định. Đảng ủy Ban chỉ đồn đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo trạm kiểm soát biên phòng Khó Đài kiểm tra kiểm soát chặt chẽ các cái phương tiện xuất nhập bến, đặc biệt là các phương tiện trên 15m. Hiện nay trên địa bàn Hà Tiên, các phương tiện trên 15m đã đảm bảo đầy đủ 100% thủ tục giấy tờ. Trong cái giai đoạn mới, chúng tôi tiếp tục thực hiện là 180 ngày đêm về tuyên truyền chống khai thác hải sản trái phép của chính phủ. Cùng với công tác tuyên truyền, các lực lượng tiến hành tháo dỡ các trụ đáy đăng nò trên đầm Đông Hồ, bố trí sắp xếp lại nơi neo đậu, cung ứng dịch vụ hậu cần khu vực Mương Đào, khu du lịch Mũi Nai một cách hợp lý. Thành phố Hà Tiên tiến hành rà soát thủ tục đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản, đánh dấu tàu cá, trang thiết bị cứu sinh, cứu hỏa trên toàn bộ tàu cá. Để tiếp tục thực hiện tốt hơn cái việc quản lý nhà nước về cái khai thác hải sản, thì Phòng Kinh tế cũng đã tiếp tục phối hợp cùng với các ban ngành đoàn thể và Ủy ban Nhân dân xã phường thường xuyên tổ chức tuyên truyền trong người dân cũng như ngư dân là không được khai thác hải sản trái phép, cũng như là cái việc cào bờ xịp mé rồi là cắm trụ đáy để làm ảnh hưởng đến cái môi trường, phải bảo vệ cái môi trường và cái bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đồng thời với việc tuyên truyền đó thì cũng là gắn với việc tuyên truyền là cái thư kêu gọi của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc là cấm khai thác hải sản trái phép theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu. Thành phố Hà Tiên tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác thủy sản trái phép, nghề cấm, khai thác không đúng quy định trên đầm Đông Hồ, khu vực cửa khẩu Đông Hồ và vùng biển ven bờ từ xã Thuận Yên đến phường Pháo Đài và khu vực xã đảo Tiên Hải, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, từng bước lập lại trật tự kỷ cương trong việc chấp hành các quy định về quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản.